chuột chân lọt cho cái hố này mà 4 năm rồi chưa leo ra được luôn. Bây giờ mình sẽ làm màu cho cái cục slime nhạt nhẽo này. Một cái hũ đựng và một con gà mới bị chiên nước mắm. Chúng ta sẽ dùng bàn tay ma thuật để lắc cho tới khi nào con gà này nó đẻ ra một quả trứng vịt. Trứng cút. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấn cái đầu con gà này xuống. Vì được tạo ra dựa trên một hoàn cảnh quá đáng thương nên nó sẽ có tên là gà con chết đuối. Enjoy cái moment này đã. Ủa sao mình nó dẻo dễ sợ luôn á. Khéo chắc không bao giờ đứt luôn á. Tôi thấy bà hơi quá. Phản bội. Với kinh nghiệm một năm bán slime thì mình biết làm rất là nhiều loại. Làm gì cũng được, đừng làm màu. Đầu tiên chúng ta phải đổ keo sữa ra. Kem nhà em chính gốc là phôi kem mặt paraben nhập từ Thái Lan. Các anh chị nào mà đang quá lâu năm tự ti không dám mặc đồ body thì inbox em nha. Nhìn mặt uy tín vậy thôi chứ hồi xưa tôi bị ba mẹ cấm chơi slime. Nhưng mà vẫn chơi lén thường xuyên đều đặn. Nước của Long Dương. Ủ Amazon. Umbalasibu có con ma đầu chùa. Nhưng mà lỡ làm cứng qua thành cục đá luôn nên phải bỏ lò vi sau. Giờ không có chuyện gì làm, không lẽ đi làm khùng làm điên hoài người ta cười cho. Nên quyết định sáng suốt nhất là đi tô màu. Buổi nay mới có thêm cái color journey. Vừa tô màu vừa có vé máy bay đi khám phá thế giới. Ê có bị mê quá không vậy? Tô xong chanh của nước Pháp được tặng nước hoa Pháp. Có quá trời chanh mà tô giải trí thiệt sự luôn á. Ví dụ mà thấy bản thân mình khéo tay, tô đẹp quá thì lưu về làm hình nền luôn. Máu chốt chính để làm slime may là cái Snow Wonder này nè. Ồ, ghê chưa. Hồi xưa cái tuyết này mắc lắm, đâu có tiền mua đâu. Thì giờ cũng y chang hồi xưa chứ làm gì có tiền. Thì nói chung làm slime may cũng nhà. Nhấn qua nhấn lại kéo tới kéo lui một hồi thấy cái tay lên mấy con chuột. Lực sĩ rồi đó, người đẹp tay đô rồi đó, nói đi. Nhưng mà thành quả thì rất là dễ thương. Chưa dễ thương bằng mình. Đó, hồi xưa làm ba cái slime may này nè, tuyết nó rơi giải tùm lum, quần áo, toilet, bếp, nút đều cũng thấy dấu vết của nó. Nên là bị ba má cấm chơi luôn đó. Người nhà nhà chơi công khai, còn em thì phải lén chơi slime trong toilet. Ơi khúc đuôi đâu nè. Nó nhấn cái đầu cái con này xuống không có tha. Bây giờ thì mình đã được tự do chơi slime, không còn phải hốt hoảng thu dọn khi ba mẹ về nữa. Ê này, tôi biểu này chuyện này kia có hai chúng ta biết thôi, không có người thứ ba biết. Đây là tôi dặn mấy bà này, đừng có mép mẹ nha.